Xin chào các bạn. Vậy thì qua cái video này mình muốn làm xem thử là cái MARN thông tin nó được phiên mã cụ thể như thế nào trên cái cấu trúc gen của chúng ta. Vậy thì trên này chúng ta đang nhìn thấy phân tử DNA của chúng ta đây. Trên này nó sẽ có chứa rất là nhiều các cái trình tự khác nhau và các cái vùng như chúng ta đang nhìn thấy đây. Thường trong một cái cấu trúc của một gen nó sẽ có vùng điều hòa, rồi đây là vùng để phiên mã tham gia vào trong quá trình tổng hợp ra mRNA, mà chúng ta hay nói là qua quá trình phiên mã chúng ta sẽ tạo ra được mRNA. Vậy thì trong này các bạn đã nhìn thấy là một cái vai trò rất là quan trọng là cái thằng ARN polymerase, nó sẽ đóng vai trò là cái nhân tố chính tham gia vào trong quá trình phiên mã để tạo ra cái sợi mRNA có cái chiều đi từ 5 phẩy đến 3 phẩy dựa trên một trong cái mạch gốc của DNA trên này. Vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy là nó sẽ có nhân tố phiên mã tích cực, và ở đây mình thử mình điều chỉnh về cái sự xuất hiện của nó là cao đi, thì trên này nó sẽ, chúng ta thấy rằng là trên đó nó sẽ có cái ARN polymerase khi các cái nhân tố phiên mã tích cực nó xuất hiện, tức là nó đang muốn nói rằng là tăng tổng hợp mRNA lên cho cơ thể chúng ta tại một cái mô hay tế bào nào đó để giúp cho thực hiện cái chức năng riêng chuyên biệt của nó. Vậy thì ở đây mình giảm nó lại. Ví dụ ở những cái mô nó không cần thiết thì cái sự xuất hiện của nó là không có nhiều. Mà khi không có nhiều thì cái mRNA của chúng ta được tổng hợp rất ít, bởi vì trong cái vùng điều hòa nó giống như là một cái công tắc, nó không có được bật lên thì gen của chúng ta nó không có tăng tổng hợp. Ví dụ trong một cái tế bào, một cái mô khác nó xuất hiện nhiều hơn thì chúng ta xem thử. Thế là sản phẩm mRNA của chúng ta nó sẽ tổng hợp rất là nhiều. Vậy thì ở đây mình cho thêm một cái nhân tố, nó là nhân tố phiên mã tiêu cực, là cái nhân tố mà nó sẽ xuất hiện và làm cho cái gen này không được tổng hợp. Ta xem thử. Thế mình bỏ cái này ra. Này. Khi cái nhân tố phiên mã tiêu cực, tức là nó sẽ không cho cái gen này được tổng hợp đó. Vậy thì khi nó gắn vào trong cái vùng điều hòa này là một cái nhân tố phiên mã tiêu cực, thì khi đó gen chúng ta ở trạng thái đóng này, ARN polymerase nó sẽ không có tìm thấy được cái điểm để nó bắt đầu. Vậy nên gen này đang ở trạng thái off. Mình cho hai cái ở mức trung bình. Vậy thì nếu như mà cái nhân tố phiên mã tích cực nó gắn vào thì gen chúng ta lại mở và được tổng hợp. Vậy thì tùy theo cái đặc điểm của từng cái tế bào mô mà nó sẽ tăng tổng hợp hoặc là giảm tổng hợp dựa vào cái vai trò chuyên biệt của nó. Vậy đây là một cái mô hình cho thấy rằng là cái quá trình phiên mã của chúng ta nó sẽ phụ thuộc vào các cái nhân tố phiên mã trong cái vùng điều hòa này, nó có thể làm tăng cái sự tổng hợp hoặc giảm cái sự tổng hợp. Tăng khi có cái nhân tố phiên mã tích cực giúp cho gen ở trạng thái mở và tổng hợp được, còn giảm khi có nhân tố phiên mã tiêu cực nó làm cho gen trạng thái đóng và ARN polymerase không thể nào vào và tiếp tục được.